Ca sĩ Quang Linh, tên thật là Lê Quang Linh, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1965 tại Quảng Trị, là nam ca sĩ dòng nhạc quê hương, dân ca, đặc biệt là dòng nhạc Huế. Quang Linh sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em và anh là người con thứ 6. Nhà đông con lại nghèo nên Quang Linh sớm đã phải lao động. Cậu học trò Quang Linh khi ấy một mình phải đảm nhận rất nhiều việc, vừa lo chuyện học hành, vừa chợ búa, cơm nước, giặt giũ cho cả nhà, đến cả việc chăm sóc cháu nhỏ cho chị gái đi làm, chăm sóc cho một đàn heo. Vậy mà cậu vẫn luôn là học trò giỏi. Cứ chiều chiều, bọn trẻ con khắp xóm lại tụ tập quanh nhà Linh để nghe hát. Quang Linh khi ấy mình trần quần đùi, một tay ôm guitar, tay kia đưa nôi hát ru cháu ngủ. Những khó nhọc và thiếu thốn dần được bù đắp bằng những niềm vui tinh thần khi Quang Linh được cùng người anh thứ hai, Quang Sơn và người chị thứ tư, Ngọc Bích. Lúc đó đã là ca sĩ ở Huế, làm thành một ban tam ca, cùng nhau hòa giọng, hợp sướng vào những lúc rảnh rỗi. Một lần, anh phụ trách nhà văn hóa lao động đến nhà gọi Quang Sơn đi hát gấp cho một chương trình văn nghệ tại đây. Nhưng anh hai đi vắng, thế là anh phụ trách liền tóm luôn Quang Linh đi hát thay. Mới đầu, Quang Linh còn rất nhát và sợ vì chưa được đứng hát sân khấu bao giờ, nhưng thấy anh phụ trách nài nỉ quá, nên Quang Linh nhận lời và chẳng ngờ được rằng lần đầu lên sân khấu lại được khán giả cổ vũ nồng nhiệt đến thế. Thế nhưng, sau khi biết chuyện, Quang Linh bị anh hai cảnh cáo về chuyện đi hát mà bắt tập trung học hành. Một phần người anh ca sĩ thương em sẽ dấn thân vào cái nghiệp hát hò bởi tiền cát xê ca sĩ lúc ấy rất thấp. Một buổi diễn có khi chỉ đủ ăn vài cái hột vịt lộn. Nhưng rồi sau đó, Quang Linh với vai trò giọng hát chính đã cùng ban nhạc của mình đoạt giải ban nhạc hay nhất trong cuộc thi các ban nhạc hay. Tuy nhiên, sau khi giành giải thưởng, Quang Linh nghe lời gia đình, theo học trường trung cấp ngân hàng và làm việc tại Ngân hàng Công Thương Huế. Và rồi một lần nữa tại đây, Quang Linh bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi Quang Linh giành giải với hai ca khúc Huế, Tình yêu của tôi và Bác Hồ, một tình yêu bao la trong các hội diễn văn nghệ phong trào do ngân hàng tổ chức. Rồi khi cuộc thi có quy mô lớn hơn được tổ chức ngay tại Huế là cuộc thi giọng hát hay miền Trung, bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan lại xúi giọng ca vàng của đơn vị mình là Quang Linh đi thi và như mong đợi anh một lần nữa đoạt giải nhất với hai bài hát Gửi Huế và Ngẫu hứng Lý Qua Cầu. Cuộc đời Quang Linh những tưởng sẽ gắn bó yên ổn với nghề nhân viên ngân hàng nếu như giảng viên Lô Thanh, trường âm nhạc Huế, không nhiệt tình giới thiệu anh đến nhạc hội Gala Ba Miền tổ chức tại Hà Nội năm 1990. Đến với nhạc hội, Quang Linh được tiếp xúc, gần gũi với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp thời ấy như Ái Vân, Ngọc Tân và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả dành đến chàng ca sĩ trẻ tuổi và còn khá nghiệp dư. Chính không khí rộn ràng và tình cảm của người hâm mộ ở các đêm gala đã khiến cho Quang Linh quyết định từ bỏ một công việc ổn định với nguồn thu nhập ổn định ở ngân hàng để dấn thân vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi kết hợp cùng bầu show Vũ Ân Khoa, Quang Linh trở thành một ca sĩ chạy show thường xuyên ở khắp các tỉnh phía Bắc. Và đến đầu năm 1996, Linh được mời về cộng tác chính thức tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội. Mặc dù không sở hữu ngoại hình xuất sắc nhưng bù lại, Quang Linh được trời ban cho chất giọng khá ngọt ngào đặc biệt. Anh rất hợp với các ca khúc dân ca. Những bài hát dân ca đã đem lại thành công và tạo thành thương hiệu cho Quang Linh có thể kể đến như Chim Sáo Ngày Xưa, Yêu Nhau, Kết Nhau, Con Gái Bây Giờ, Xin Đừng Trách Đa Đa, Huế Thương, Ca Dao Em Và Tôi, Cười Người Em Gái, Nỗi Buồn Gác Trỏ, Nửa Đêm, Huế Thương, Bài Ca Dao Cho Em. Có thể thấy giữa dòng chảy sôi động của dòng nhạc thị trường, chàng ca sĩ gốc Huế vẫn theo đuổi những ca khúc mang đậm chất dân ca. Chính Quang Linh cũng tâm sự, dòng nhạc quê hương đã gắn bó và trở thành máu thịt của mình. Bởi vậy, cho dù có một mình một ngã, giữa bầu trời âm nhạc đa dạng như hiện nay, Quang Linh vẫn không thể dứt bỏ máu thịt nguồn cội của anh. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, Quang Linh đã tái xuất trong vai trò mới khi là Hao V cho các chương trình truyền hình như Cặp Đôi Hoàn Hảo, Thần Tượng Bolero, Thần Tượng Tương Lai. Tuy được nhiều người mến mộ, nhưng Quang Linh rất kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Anh ít khi lên báo, cũng chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm và người yêu. Thỉnh thoảng vướng vào những tin đồn không hay, nam ca sĩ luôn giữ im lặng
vì quan niệm không muốn để đời tư ảnh hưởng đến âm nhạc. Đến nay khi gần 60 tuổi, Quang Linh vẫn chưa lập gia đình và quyết định sống một mình. Anh hài lòng với cuộc sống độc thân vui vẻ. Năm 2016, khi được quá nhiều người hỏi về chuyện kết hôn, Quang Linh từng mở lòng. Chuyện lấy vợ cũng không có gì khó cả, quan trọng là ở mình như thế nào thôi. Bây giờ mà hỏi tôi bao giờ cưới vợ thì mới là khó, vì tôi đã có ai để cưới đâu. Mới đây, trong Our Song Việt Nam, khi thể hiện ca khúc 22, Quang Linh tâm sự về việc không có con. Anh nói, tôi không có con nhưng có đến 20 mấy đứa cháu ở tất cả các lứa tuổi đều trải qua bàn tay mình chăm sóc, nên không khéo tôi còn cảm nhận sâu sắc hơn cả Thanh Hà và Ngọc Anh. Bước vào tuổi U60, nhưng Quang Linh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Anh cho hay, bản thân trông trẻ hơn so với tuổi thực là vì tâm hồn luôn vui tươi, trẻ trung và chơi với nhiều bạn trẻ. Ngoài ra, bí quyết giúp nam ca sĩ giữ được vẻ ngoài trẻ khỏe còn là nhờ chăm chỉ luyện tập và ăn uống hợp lý, khoa học. Quang Linh từng có một thời gian rất dài bị vướng phải tin đồn đồng tính. Lúc đó, anh chọn cách im lặng trước những lời đồn thổi mà chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát. Cũng từ đấy dường như Quang Linh trầm hơn, thận trọng hơn về câu chuyện đời tư cá nhân. Quang Linh ở hiện tại chỉ là ở trên sân khấu với những ca khúc và không có bất kỳ câu chuyện nào khác. Sau nhiều năm ca hát, Quang Linh hiện tích lũy được khối tài sản không hề nhỏ. Anh sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trên đường lớn. Theo như ca sĩ Thú Phương, Quang Linh được người trong nghề gọi là ca sĩ đại gia bởi một bài anh hát có giá trị tương đương với 4 căn nhà mặt tiền. Điều này chứng minh được sức hút của Quang Linh ngay cả khi dòng nhạc trữ tình bị lấn át bởi nhạc thị trường lấn át. Chàng ca sĩ gốc Huế vẫn đi nhận show đều đặn trong nước và hải ngoại, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình. Có thể nói Quang Linh hiện nay là ca sĩ duy nhất theo dòng nhạc âm hưởng dân ca có chương trình riêng ở các phòng trà tại phố Hồ Chí Minh và là một trong những ca sĩ được mời hát ở hải ngoại nhiều nhất. Việt kiều ở bất cứ đâu, nghe có Quang Linh lại yêu cầu được nghe dân ca. Quang Linh lấy làm tự hào vì là người sống được đàng hoàng bằng dòng nhạc của chính quê hương mình, chứ cần chạy theo xu hướng, thời thượng. Với anh, đi hát trước hết là để được hát, được mang lại cảm xúc cho chính mình và hạnh phúc vì được có người nghe. Những năm gần đây, Quang Linh ít xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay truyền hình. Cũng chính vì thế mà nhiều khán giả nghĩ nam ca sĩ đang ở ẩn. Song, nam ca sĩ thi thoảng vẫn xuất hiện trong show diễn của những người bạn. Một khi đã nhận lời tham gia, anh luôn nhiệt tình, chuyên nghiệp. Dù đã ở tuổi U60, nhưng Quang Linh vẫn nhanh nhạy, hiện đại trong âm nhạc. Ca sĩ Mai Tiến Dũng từng tâm sự. Tôi đi tập gym chung với anh Quang Linh mới biết anh ấy rất hiện đại, cập nhật mọi thứ còn nhanh hơn tôi. Nhạc gì mới ra cũng biết hết, còn biết cách dùng app để thu âm cho ra một bài. Tôi thua xa luôn, không thể đọ là anh Quang Linh. Không những vậy, anh Quang Linh còn vô cùng duyên dáng. Trấn Thành cũng tiết lộ, anh Quang Linh cập nhật nhanh lắm, anh ấy còn chỉ cho tôi một app thu âm rồi bảo, mày cứ thu một vài câu vào đây, thế là có một bài mới. Gần đây, Quang Linh gây chú ý khi tham gia Our Song Việt Nam 2024. Chia sẻ về lý do trở lại với một game show truyền hình, nam ca sĩ tự nhận mình ham vui và được một người bạn rủ tham gia. Tuy là nghệ sĩ lớn tuổi nhất tại đây, quá trình ghi hình lại khá mệt mỏi, nhưng Quang Linh vẫn tích cực thử sức với các phong cách nhạc mới, ha, thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Anh cho biết bản thân muốn học hỏi kiến thức và nguồn năng lượng từ các nghệ sĩ Gen Z. Tuy không còn sức hút như trước bởi dòng nhạc trữ tình bị nhạc thị trường lấn át, nhưng Quang Linh vẫn khẳng định tên tuổi của mình trong nghiệp ca hát với các dê khủng. Hiện nay, Quang Linh vắng bóng hẳn trong làng nhạc Việt và có cuộc sống khá bình lặng. Trên đây là thông tin về ca sĩ Quang Linh mà kênh Tiểu Sử Ngôi Sao đã tổng hợp được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và đừng quên để lại bình luận về những người mà các bạn muốn chúng tôi lên video. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.